một bạn ở đâu? Phát tất cả các bạn đội viên từ mình nha. Rồi bây giờ thầy nhắc thêm này, các em tập phiếu hết đi rồi thầy nhắc thêm, nhưng mà rất quan trọng nên là cái thể lệ bầu cử thì lúc nãy bạn Nguyên có đặt rồi, tuy nhiên là một số em vẫn chưa nắm rõ này. Khi các em tập phiếu rồi, tập phiếu đó là thầy hướng dẫn thêm. Rồi bạn nào chưa có giơ tay lên các bạn phiếu phát này. Rồi phiếu còn dư, các em trong tổ bầu cử khác mình cũng được nhận một phiếu nha, mình được nhận một phiếu, còn lại đầu lại cho thầy, còn dư đầu lại cho thầy. Rồi phiếu dư đầu lại cho thầy, không được lấy bút đỏ, lấy bút xanh nha, bút đỏ là sai nguyên tắc bầu cử. Rồi các em lưu ý này, nhìn cái phiếu này, theo cái phiếu là có 13.